Kính chào quý vị và con, hôm nay đây là một phần xưởng của công ty Bình Minh. Chúng tôi hôm nay nhận được rất nhiều ý kiến về một số trường hợp máy ép cam viên, được nói là máy ép cam viên S150. Thì hôm nay chúng tôi xin làm clip này để có thể nói rõ cụ thể chi tiết về máy S150 chính hãng và máy một số dòng máy trên thị trường hiện nay vẫn đang nói mình là máy S150. Trước tiên thì ở đây tôi đang có hai chiếc máy, một chiếc máy S150 chính hãng và một chiếc máy ép cam viên mà từ trước đến giờ trên thị trường vẫn đang nói là máy S150 chính hãng, được sản xuất tại Việt Nam. Quý khách có thể nhìn thấy phía bên tay trái của tôi là chiếc máy ép cam viên S150 chính hãng do công ty Bình Minh sản xuất. Còn phía bên tay phải của tôi là một dòng máy ép cam viên, nhưng dòng máy này được nhập khẩu từ nước ngoài. Và nó sẽ có một số chi tiết khác nhau so với máy ép cam viên chính hãng của chúng tôi. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về động cơ của hai dòng máy này có gì khác nhau. Thứ nhất là dòng máy S150 được trang bị motor đồng 100% của hãng Toàn Phát. Động cơ đây lắp có thể là 3 kg hoặc 3,5 kg, chạy điện 220V, tức là điện gia đình. Còn phía bên này, một chiếc máy được nhập khẩu từ nước ngoài về, có động cơ ghi thông số trên này toàn bộ là bằng tiếng Trung. Chúng tôi không thể biết được đây là motor của hãng nào, cũng như chất lượng motor ra làm sao, dây đồng hay dây nhôm. Điểm thứ hai để có thể nhận biết được dòng máy này đó chính là nhìn vào vẻ bề ngoài thì chúng ta có thể thấy rằng là máy nhập khẩu được dùng là khớp nối để truyền chuyển động từ motor vào máy. Còn máy S150 chính hãng thì sử dụng dây cu loa để làm. Hai cách chuyển động này thì có những điểm mạnh và cũng có những điểm bất lợi của nó riêng. Ở đây tôi nói qua một chút về dòng máy nhập khẩu. Thì máy này được sử dụng cái cơ chế chuyển động là khớp nối. Thì phía trong này của nó là một cái khớp nối ra vào đầu trực tiếp hộp cầu số của chiếc máy. Thì chuyển động như này không dùng dây cô loa thì sẽ tận dụng được sức mạnh của động cơ. Nhưng khi mà động cơ mà chạy mà không đủ điện hoặc điện yếu thì thường sẽ dẫn đến việc tình trạng là máy không thể chạy nổi hoặc bị kẹt. Ngoài ra, quý vị có thể nhìn thấy motor của nó là phải mua đúng loại như thế này, bởi vì khớp nối nó sẽ phải cân bằng để khi chúng ta thay thế thì chúng ta sẽ phải căn đúng cái này, nếu không nó sẽ bị nghiêng và bị vặn xoắn khớp và có thể dẫn đến hỏng hóc trong quá trình hoạt động. Còn phía bên này, máy S150 chính hãng thì sử dụng hệ thống dây cu loa. Hệ thống dây cu loa thì được thiết kế, đây là dây cu loa đôi, buli ở đầu máy và buli ở đầu motor. Khi motor hoạt động thì buli ở đầu này sẽ chuyển động qua dây cu loa và buli của máy và tạo ra chuyển động. Thì sử dụng dây cu loa thì có những điểm lợi là nếu như quý vị mà mua máy mà chỉ cần mà có motor rồi thì sẽ không cần phải mua máy của công ty, mua cái motor điện này của công ty, có thể tự mua về nhà, quý khách có thể lắp buli và triển khai một cách dễ dàng. Hai nữa là với hệ thống chuyển động dây cu loa và buli này thì khi mà điện yếu, quý khách có thể điều chỉnh buli ở đầu motor để tăng lực kéo lên thì máy vẫn hoạt động được bình thường. Đấy. Thì ngoài ra thì nhiều quý khách bảo đây dây cu loa này khi hoạt động nó sẽ nguy hiểm, dẫn đến việc dễ bị đứt và văng vào người sử dụng.
hoặc như nào đó nó cũng sẽ nguy hiểm. Nhưng với công ty chúng tôi thì quý khách có thể sử dụng lựa chọn là lắp thêm một hệ thống chắn vào đây. Cái này công ty chúng tôi hoàn toàn có thể lắp được, và như vậy sẽ đảm bảo được cái vấn đề về an toàn. Tiếp đến là phần chính của máy, đó là phần máy, thân máy. Thì hai máy gần như là được thiết kế giống nhau, cùng là một kiểu dạng trục đứng. Phía trên là cối ép của hai máy. Đây, cối ép của hai máy. Phía dưới là hộp số chuyển động. Và trong mỗi hộp số này đều có nhớt đầy đủ. Phía cửa ra của hai máy đều có lưỡi dao cắt cám. Đây, lưỡi dao cắt cám đây. Rồi. Hai bên sườn thì đều có các cái ốc bu lông để nén quả lô và mặt sàng vào với nhau, tạo ra lực ép để đẩy viên cám xuyên qua lỗ mặt sàng. Nhưng khi chúng ta bỏ cái này ra, bỏ toa ra để xem, thì chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt ngay. Thứ nhất là cối găng đúc của S150 chính hãng thì rất là dày dặn và chắc chắn này. Quý khách có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đồng thời là cối này được đúc cả trên lẫn dưới. Quý khách có thể nhìn thấy nước gang của nó. Gang sẽ chịu mài mòn tôn thép ở cái đoạn này nên nó thực sự là bền nữa. Nếu như sẽ không xảy ra cái vấn đề như va đập mạnh hoặc là như nào đó dẫn đến vỡ thôi. Còn bên này thì nước gang nó không được chuẩn như hàng chính hãng. Đồng thời quý vị có thể nhìn thấy nó cực kỳ mỏng luôn. Cái này thực sự là về lâu về dài thì nó chắc chắn nó sẽ không thể bằng cái hàng chính hãng kia được rồi. Còn về quả lô ép và mặt sàng thì quả lô ép và mặt sàng đều được tôi điện cao tần nên rất là bền chắc của đối với máy S150 chính hãng. Còn đối với dòng này thì thực sự chúng tôi cũng không biết là nó có được tôi luyện chuẩn không, thì bởi vì là cái này chúng tôi không có phản hồi. Điểm khác biệt lớn nhất của hai chiếc máy, một chiếc máy nhập khẩu và một chiếc máy hàng chính hãng này, đó chính là việc hệ thống chuyển động của máy ép cam viên S150 đã được các kỹ sư sử dụng từ chính hộp cầu số ô tô. Việc này giúp cho máy hoạt động khỏe hơn, ổn định hơn, êm ái hơn. Quý khách có thể tưởng tượng là nếu như là sử dụng bật hai máy này không tải cùng một chỗ thì riêng máy ép cam viên S150 thì nghe âm phát động phát ra rất là bé, nhưng riêng máy này, máy của Trung Quốc thì hai người đứng cạnh nhau không thể nói chuyện nghe rõ tiếng nhau luôn, bởi vì cái âm nó quá ổn. Còn hai máy này đều sử dụng nhớt là 1,5 lít, có thể cho đây, máy này là 1,5 lít, còn bên này thì có thể tra nhớt ở lỗ trong này. Trong quá trình sử dụng thì nhớt sẽ nằm trong này và sẽ đảm bảo cái vấn đề vận hành nó được ổn định nhất. Nhớt ở đây thì chúng ta có thể sử dụng nhớt thải của xe máy thôi là cũng ok rồi, và cái lượng nhớt bị hao trong quá trình sử dụng cũng rất là ít, cũng thi thoảng chúng ta mới phải kiểm tra thăm dầu thôi. Và một điều nữa để quý vị có thể phân biệt hàng chính hãng giữa hàng ấy, quý vị nhìn ở đế bệ, đây là bệ chính hãng, quý vị nhìn thấy V được làm rất chắc chắn, và đồng thời bệ này của chúng tôi có độ rộng của nó lên đến 40 cm nha, 40 cm, bệ này 40 cm. Mua hàng quý khách sẽ được tặng thêm một bộ phụ kiện, trong này gồm một cờ lê 17, một cờ lê 19 và một cái gông sạc để tháo lắp, hỗ trợ tháo lắp.
Còn khi nhìn sang hàng bên nhập khẩu, quý vị nhìn này, cái V này của nó cực kỳ mỏng luôn. Đồng thời nhìn cái bánh của nó, bánh nó bằng nhựa nhé, bánh nó bằng nhựa, bánh này rất dễ vỡ nhá trong quá trình sử dụng. Còn đây đối với hàng chính hãng này, bánh cao su cực kỳ chắc chắn, V thì cực kỳ chắc luôn đó. Và thưa quý vị thấy, giờ đây tôi đã tháo cối của hai chiếc máy, một chiếc máy S150 chính hãng và một chiếc máy S150 đấy là tên gọi nhái theo cái thương hiệu chúng tôi. Thì đây là hàng nhập khẩu. Đây, quý vị nhìn thấy cối, đó, biết chưa? Quý vị nhận thấy một điều à, bên chính hãng nó dày dặn, nó chắc chắn kí. Còn hàng bên này thực sự là mong manh quá, quá mong manh. Bây giờ chúng tôi sẽ test thử về độ ổn của máy này khi hoạt động nhé. Chạy cực kỳ êm luôn, không có một cái tiếng động gì lạ. Đặc biệt hộp cầu số ô tô này chạy rất là êm, motor cũng chạy ok luôn nha. Đây đang test với máy cặp VNS 150 trục đứng hàng chính hãng nhé. Rồi tiếp tục qua bên này, đây là hàng nhập khẩu đây, quý vị xem cái độ ồn nó nào nhé. Qua clip vừa rồi thì chúng tôi hy vọng là quý vị bà con sẽ có được một cái nhìn tổng quát về hai chiếc máy, một chiếc máy nhập khẩu, một chiếc máy ép cắm viên này. Nhưng hiện nay một số đơn vị phân phối lại, họ lại sử dụng chính cái tên là máy ép cắm viên trục đứng S150 để gắn vào cái mác của máy nhập khẩu mà chính chúng tôi cũng không biết tên nó là gì. Việc này thì có thể là dẫn đến việc là một số bà con sẽ hiểu nhầm đây là dòng máy ép cắm viên chính hãng của chúng tôi, nhưng thực tế nó không phải. Chúng tôi nhận được rất nhiều các cuộc điện thoại yêu cầu là cung cấp thiết bị, nhưng khi mà kiểm tra ra thì đó không phải là máy của bên chúng tôi cung cấp. Chính vì thế chúng tôi không thể cung cấp thiết bị để hỗ trợ quý khách khi xảy ra vấn đề được. Còn quý khách nên chú ý rằng là hàng chúng tôi khi cung cấp ra thị trường, chúng tôi sẽ đảm bảo được cung cấp trang thiết bị đầy đủ đi theo phụ kiện, kể cả sau khi hết bảo hành chúng tôi vẫn có thể cung cấp đầy đủ, không thiếu một bộ phận nào, đảm bảo rằng quý khách mua hàng với giá gốc. Nếu thấy clip này hay và hữu ích, bà con có thể đăng ký kênh của chúng tôi bằng cách ấn vào quả chuông phía bên dưới, hoặc để lại những bình luận để chúng tôi có thể làm được những clip chi tiết và xuất sắc hơn nữa. Cảm ơn quý khách đã dành thời gian theo dõi clip này của chúng tôi.